chú bé biết giữ tâm, không oán giận. Một hôm, chú tiểu Rahula đi theo sư huynh ra ngoài để khất thực. Khất thực là đi xin thức ăn, mục đích là để giúp người tu sĩ giảm lòng kiêu ngạo cũng như kết nối với mọi người để có thể chia sẻ chân lý, đồng thời cũng giúp người cho khơi lên lòng từ bi của mình. Trên đường đi, họ gặp một gã lưu manh. Hắn lấy cát ném vào bát của vị sư huynh và còn lấy cây gậy đánh lên đầu của Rahula. Rahula bị thương, máu nhỏ xuống áo. Gã thấy vậy không những không biết lỗi mà còn chửi: mấy tên chọc đầu chỉ biết xin ăn, cứ xưng là tử bi nhẫn nhục. Ta đánh lỗ đầu các người, xem thử làm gì được ta. Rahula lấy nước rửa sạch vết thương, xé chút băng vải lại. Sau đó cả hai huynh đệ nhớ lại thầy Buddha đã dạy: nhiều người vì thiếu hiểu biết nên gây ra đau khổ cho người khác và cho chính mình. Các con hãy thật kiên nhẫn, thương xót họ và đừng sinh thêm bất cứ phiền giận gì. Có như vậy, oán thù mới được hóa giải. Có thể chưa phải là bây giờ, nhưng ngay lúc này các con đã là một tấm gương sáng về lòng từ bi, kiên nhẫn rồi. Hai huynh đệ hiểu ra vấn đề nên vẫn im lặng, nhìn nhau rồi bình thản tiếp tục đi. Gã lưu manh ấy bối rối, đứng ngẩn người ra vì từ trước đến giờ hắn chưa từng gặp ai lại mạnh mẽ đến như vậy. Kết luận: sức mạnh thật sự không phải nằm ở gươm đao gậy gộc, cũng không phải nằm ở thái độ hung hăng lấn lướt, mà sức mạnh thật sự nằm ở tấm lòng bao dung độ lượng, sự khiêm nhẫn và bình thản trước những nghịch cảnh cuộc đời.